Chào tất cả anh chị ha. Đây là máy photocopy ha. Máy photocopy bên em bán và cho thuê anh chị ha. Thì máy này có chức năng là in copy A4, A3, A5. In đã mặt nè, in đã mặt hai mặt nè. Rồi có in đã mặt hai mặt, chế độ chia bộ nha. Đó, có những chế độ chia như là phô ảnh, phô giấy tờ, phô ảnh, phô hình ảnh, phô hóa đơn nè nha. Đây, chế độ tăng giảm mật, chế độ tăng giảm mật ha. Đó. Thì có đầy đủ chức năng in, scan, copy A3, A4, A5. Thì đối với những cái máy nhỏ thì không đáp ứng được anh nhu cầu của anh chị à. Anh chị có nhu cầu thuê máy và mua máy nha. Thuê với thuê thì chỉ có 600 ngàn một tháng thôi, 2.000 bảng thôi, 600 ngàn một tháng, 2.000 bảng. Thì gói này gói setup anh chị à. Đó, có nhiều gói để anh chị lựa chọn, có nhiều gói để anh chị lựa chọn những cái máy cho phù hợp ha. Gói số bảng và số tờ, tốc độ máy cho phù hợp anh chị à. Thì gói mà rẻ nhất bên em gói setup sở nghiệp thì bên em giá 600 ngàn một tháng thì 2.000 bảng. Thì thay vì chị mua một cái máy in mà 5-6 triệu, 7-8 triệu, nó không có chức năng scan, không in được A3, không scan màu được nha. Thì máy này là có chức năng in, copy, scan A3, A4, A5. Đó, in, copy này, scan này, scan là scan màu luôn nha. Thì cái này rất là lợi cho anh chị mà, ví dụ anh chị mà scan gửi bản hợp đồng cho đối tác này, gửi những cái bản hoàn công cho bên đối tác để thanh toán ha anh chị ha. Đó, rất là thuận lợi luôn, nó scan thẳng vào trong máy tính anh chị luôn ha, scan thẳng vào trong máy tính luôn. Scan folder chị đó, scan folder. Thì cái này có cái này cũng rất quan trọng anh chị. Đây là chức năng mà scan của là copy scan tự động, nó tự động đảo mặt, nó đảo một lần thôi chị, nó không có đảo hai lần giống như những in văn phòng nhỏ khác, nó đảo một lần thôi, tại vì nó có hai gương, nó đảo một lần rất là nhanh, tốc độ nó đảo xuống, nó quét một lần là xong ha. Còn đây là cái mặt gương ha, nó quét được từ A4, A3, A5, khổ lớn nhất khổ A3 chị. Đây, khổ lớn nhất là khổ A3, đây quét được khổ A3 luôn. Rất thích hợp cho những công ty mà văn phòng, công ty xây dựng, nhà thầu thi công. Còn cái đây, cái hộp mật của nó chị, sơ quê hộp mật của nó này, hộp mật của nó rất là lớn, hộp mật của nó là chứa tới 1 tí mật ha. Mỗi lần thay mật là chị thay luôn, anh chị mà mua về anh chị thay mật thì nó rất là lâu. Anh chị mà xài trung bình một tháng tầm 2-3 ngàn bảng thì đôi khi một năm mới hết mật ha. Nó hộp mật 1 ký rất lớn luôn. Đây những cụm bên trong của nó. Thì vừa máy này có 4 cây giấy nha, máy này có 4 cây giấy 1, 2, 3, 4 thì chứa được A4 này, A3, A5 này. Khay này khay mở rộng thêm, cơ được A4 ngang hoặc A4 dọc ha. Đó, thì máy rất là đẹp ha. Thích hợp cho anh chị thuê khởi nghiệp, anh chị không cần có nhu cầu mua máy tiền quá lớn hay là những cái tính năng trên máy nhỏ không đáp ứng được nhu cầu anh chị có nhu cầu thuê ha. Thì giá thuê thì 600 ngàn một tháng, 2.000 bảng anh chị ha, gieo về lắp đặt trong ngày luôn nha, đó rất là nhanh luôn. Máy có sẵn như ngay, máy đẹp ha. Đó, in chống kẹt giấy nè, hệ kế kẹt giấy nè, in được khổ lớn của A3, A4, A5, khổ lớn khổ nhỏ đều in được ha. Thích hợp cho những công ty văn phòng, công ty xây dựng ha. Đó, những ví dụ công ty bán xe đó, xe máy á, hay là những công ty mà bán đấy cần một cái máy để photo nè, vừa photo được mà vừa in được vừa scan được luôn ha. Đó là cái này rất là thích hợp anh chị. Bên em là bán và máy văn phòng An Thanh, bán và cho thuê máy tại thành phố Hồ Chí Minh. Giá thuê 600 ngàn một tháng, địa chỉ bên em là 318 Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em sẽ là ngã ba của Bình Dương, là Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị gần của Đồng Nai, gần cầu Đồng Nai này, gần Bình Dương này, chỗ gần bên em có thể cho thuê được đó. Thuê máy thì tà bao thành phố Hồ Chí Minh anh chị, quận nhất, quận 1, quận 2, quận 3, quận 4 bên em cho thuê được hết anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Đó, máy rất đẹp, máy tốc độ 50 bảng một phút nha, 50 bảng một phút. Thì máy bên này bên em cho thuê là 1.1 triệu, 1.2 triệu, 1.1 triệu thì 5.000 bảng, 1.2 triệu thì 1.6 triệu thì 10.000 bảng ha. Với 600.000 thì 2.000 bảng. Đó. Rồi, cảm ơn chị. Thì gặp anh chị trong những video lần sau ha.